Thật sự bây giờ thì đang làm một cuộc chiến với Accent rồi các bác ạ. Bên nhà em Hương thì luôn cập nhật rất là nhiều những dòng xe Accent, kể cả là bản lắp ráp trong nước hay những cái bản nhập khẩu thì em Hương đều nhập về cho mình. Chỉ cần xe ngon, chủ mã đầy đủ, không đâm xô và không ngập nước, mà giá thành thì hợp lý thì em sẽ nhập về để cung cấp cho khách hàng nhà mình để các bác có xe đi lại. Thì tiếp theo hôm nay đây em Hương lại về thêm một chiếc xe Accent với nước sơn màu đỏ đẹp, được sản xuất vào năm 2011. Em này là bản nhập khẩu nhá. Động cơ trang bị 1.4 5 chỗ ngồi. Em Hương đang chào bán chiếc Accent nhập khẩu này với giá là 345 triệu. Hôm trước thì em có lên Accent 2019 thì giá là hơn 400, gần 500 triệu nếu như chiếc xe đấy mà quá tầm kinh tế của mình. Thì hôm nay bác nào vẫn yêu thích Accent, vẫn yêu thích sự khỏe khoắn, trẻ trung, năng động cũng như thân vỏ cứng cáp, máy số ngon của Accent thì không đủ tài chính thì hôm nay em về thêm đây rồi. 2011 345 triệu còn thương lượng lộc lá thêm nên các bác hoàn toàn yên tâm để sở hữu chốt cọc cũng như mua xe của em Hương nhé. Nước sơn màu đỏ đẹp, hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ, một dàn lốp còn dày dặn, xin nhan tích hợp trên gương. Xe thì cũng vừa mới về thôi, chỉ là dọn rửa qua thôi. Cái bóng đèn này thì nhìn nó có hơi mờ một chút, đây là em vừa về em chưa đánh bóng thôi. Nếu như em đánh bóng lên rất là đẹp luôn nhé. Khi mà đến tay khách hàng nhà mình thì em sẽ đánh bóng rửa dọn sạch sẽ cho mình luôn. Đèn pha phía trước là đèn halogen, có thêm cái ốp mạ chrome cao cấp rồi. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, lốp còn rất là dày dặn luôn. Mâm đúc đẹp, gầm bệ không hề bị mục mọt, nước sơn màu đỏ đẹp căng, xin nhan trên gương đầy đủ rồi các bác này. Gương kính thì em cũng cam kết là liền đời theo xe luôn. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay chi tiết cho mình. Phần táp ly đây, móc khóa này sáng choang luôn. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa, thêm 2 loa chép nhỏ ạ. Riêng cái phần này là lỗ hơi nhá, ra thông hơi cực kỳ thoáng cho em. Gương kính này auto tự động cho em hoạt động cực kỳ nhạy và an toàn luôn. Cực kỳ nhạy luôn, sử dụng rất là dễ dàng thôi. Keo chỉ zin hay cả những cái lỗ thoát nước này tròn xoe không hề bị rỉ sét này. Kệ bước chân lên xuống ốp mạ chrome Accent đây. Thông số, những cái sticker dán thông số còn nguyên này. Cái này chống va đập cửa này. Từng con ốc nhỏ nhất còn nguyên zin mà đẹp như thế này. Accent 345 triệu, máy eco, động cơ 1.4. Động cơ 1.4 đã là siêu tiết kiệm rồi, là còn máy eco thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây em sẽ vặn luôn này. Đây ạ. Hệ thống phanh ABS này. Order chuẩn của em này là 8.3 vạn, đời 2011 mà đi 8 vạn tương ứng là 1 năm cũng trung bình là đi từ 1 vạn hơn 1 vạn một chút các bác nhé. Điều hòa mát lạnh em này thì có màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, hỗ trợ đầu DVD, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, cổng sạc 12V, tẩu thuốc, cổng AUX, iPod và AUX này. Cổng USB đầy đủ rồi, số tự động với phanh tay cần số cực kỳ sắc nét luôn. Tự động thì bao giờ cũng dễ sử dụng hơn số sàn nếu như mà để cảm nhận về lữ. Đây là những bác nào mà có gia đình hai vợ chồng muốn đi chung một chiếc xe thì em nghĩ với tầm tiền trên 300 mà đi xe nhập khẩu Accent là quá là tuyệt vời. Bạn sedan hai đầu, số tự động đẹp, nam hay nữ, vợ hay chồng đều có thể dễ dàng điều khiển nhé. Túi khí an toàn trang bị trên ghế phụ và túi khí an toàn trang bị trên vô lăng rồi. Điều hòa thì mát lạnh luôn, những cái thanh nhựa cứng này, những cái thanh điều chỉnh hướng cho mình đều hoạt động hoàn toàn bình thường. Ghế da cao cấp bằng da xịn rồi, cũng thêm một cho em là trần, cũng là trần da luôn. Bác chủ cũ thích trần da này cho đẹp thôi, đúng không ạ? Đây bộ ghế da cực kỳ đẹp luôn, nhìn rất là đẹp. Những cái họa tiết nhìn rất là sang trọng. Mở cốp có thể mở bằng khiển hoặc mở bằng khiển hoặc có thể mở bằng đây luôn các bác nhé. Mở em mở luôn là tí em quay cho tiện này. 345 triệu đời 2011 nhập khẩu có Hyundai Accent đi. Quá là tầm tiền cho một chiếc xe nhập khẩu bạn sedan hai đầu. Ghế da thì căng mọng căng bóng luôn. Căng mọng căng bóng luôn ạ, ghế da rất là đẹp. Quan trọng là từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay chi tiết về xe, không đâm xô, không ngập nước, máy số zin đẹp. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, nếu như các bác chốt vào thì em bé không thể tự mở ý mở cửa được đâu. Các cái lốt thoát nước này, đấy, tròn xe luôn. Một dàn lốp còn rất là đẹp và dày dặn luôn các bác này. Hệ thống phanh chanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Nước sơn màu đỏ đẹp đây. Khoang cốp là em mở trước rồi nên nó hơi hở để em dễ dàng em quay luôn. Phía sau xe trang bị cho em là 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, đèn hậu sáng choang cũng được ốp mạ chrome cao cấp nhé. Hai cái bóng trước thì em nhìn nó hơi mờ, thì xe vừa mới về, thợ thì đang đông việc nên là em sẽ để ra tầm 1-2 hôm, à 1 hôm nữa thôi em sẽ quay, em sẽ đi đánh bóng cho mình. Đánh bóng đèn sẽ sáng ngay đấy mà, cái đấy chỉ là cái tiểu tiết thôi. Bản khoang hành lý, khoang cốp cực kỳ rộng rãi sạch sẽ này. Dụng cụ tăng kích lốp cũng như là lốp dự phòng còn nguyên và đầy đủ cho em. Accent đây,
2011 nhập khẩu, keo chỉ zin phần lắp cabo. Các cái lốt cắt này, vừa là lốt cắt vừa là lốt thoát nước đây. Keo chỉ zin luôn. Máng nước hai bên phía sau cũng không hề bị đâm xô, không hề biến dạng. Các cái bấm đinh cán này còn nguyên các bác nhá. Mạ chrome cao cấp, ốp mạ chrome cao cấp rồi. Ở phía sau đèn hậu cực kỳ sắc nét. Hệ thống va chạm là có 4 mắt cảm biến phía sau khi mà các bác lùi này. Không chỉ có thể bằng nhìn bằng gương mà có thể báo bằng âm thanh cho mình khi các bác chỉ cần lùi đến cái vật nào đấy nó cản thôi. Là xe nó sẽ tự động báo tín hiệu cho mình biết là mình đang lùi gần đến chướng ngại vật nhá. Cực kỳ an toàn luôn. Một dàn lốp em nói rồi, cực kỳ dày dặn luôn. Các bác nhìn là những cái hòn sỏi nó còn ăn sâu vào xe như thế này. Phanh ABS chống bó cứng, gương kính là liền đời. Đời 2011 thì chỉ số gương cũng sẽ là 2011. Ghế da cao cấp căng mọng, móc khóa sáng choang, ốc nhái không hề bị vặn mở này. Móc khóa cửa đây, cực kỳ xịn xò luôn. Cánh cửa nào thì cũng có móc khóa trẻ nhỏ thông minh nhá. Ốc nhái đẹp căng luôn. 2019 mà tầm tiền hơi quá sức của mình vẫn muốn đi xe zin Accent nhập khẩu thì em còn có 2011 đây ạ. Trước mắt khách hàng đây, trong buổi báo giá trước mắt bản hình khách hàng nhà mình đây ạ. Quan tâm thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này, cũng như là để cho mình một cái giá tốt nhất nhá. Cột kèo thì cực kỳ zin luôn. Cột kèo thì zin luôn. Xin nhan chân gương. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá về một dòng xe Hyundai Accent nhập khẩu đời 2011. Giá chào bán là 345 triệu. Những bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của xe. Khoang động cơ máy móc của xe thì zin đẹp luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ này các bác này. Máng nước hai bên ụ giảm chấn giảm sóc hay phần ắc quy còn xanh nét như thế này. Zin đẹp luôn. Các cái ốc, con ốc này, những con ốc này, mặt máy, ốc vách cam zin đẹp luôn. Máng nước hai bên hay từ những cái thay ngang, những con ốc đây xịn sò chưa ạ. Keo chỉ zin lắp cabo, keo chỉ zin lắp cốp. Các cái lốt cắt, các cái lốt bấm đinh tán này còn nguyên đẹp như này. Một đôi cao su còn nguyên và đầy đủ ạ. Đây là toàn bộ bên trong khoang động cơ máy móc của siêu phẩm Accent đời 2011, 345 triệu. Còn thương lượng và lộc lá thêm khi khách hàng đến xem xe trực tiếp tại bên em, xe trực tiếp tại bên em Lê Hương ô tô Hải Dương để mình có một cái giá tốt nhất nhá. Vừa rồi thì em đã quay chi tiết về siêu phẩm Accent nhập khẩu đời 2011, giá chào bán 345 triệu, còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Đừng quên số hotline của em 0354602790. Và bây giờ em xin phép được dừng tại đây. Hẹn gặp lại khách hàng nhà mình trực tiếp vào 11:30 ngày mai. Em sẽ lại có buổi báo giá trực tiếp từ 100 cho đến 180 đầu xe đang sẵn tại showroom Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.